Rồi, em xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2022. Em có về mấy dòng điện thoại Samsung, Vivo, Apple và iPhone Singapore nha. Rồi bây giờ em vô test máy báo giá từng cái điện thoại. Cô chú anh chị nào ưng liên hệ với em số điện thoại 0939 301439 ha. Rồi, mến chào tất cả các cô chú anh chị đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2022. Em có test được 12 cái máy. Giờ anh vô em test máy báo giá từng cái điện thoại. Cô chú anh chị nào ưng cái nào chốt liên hệ với em số điện thoại 0939 301439 ha. Thì em cũng xin nhắc lại cái hình thức ship hàng bên em. Cô chú anh chị mình có mua hàng bên em thì biết rồi. Cọc cho em 100k vào tài khoản. Nếu không có tài khoản thì cọc cạp Mobi. Vậy em cũng xin nhắc với anh chị khu vực thành phố Tân An mình ha, là em chiều 3 giờ em bán sân vận động Tân An 3 rưỡi. Em ra sân vận động em bán tới 9 giờ tối. Cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An á, muốn xem máy trực tiếp á, thì ra sân vận động. Còn nếu như ngày nào mưa mà mình muốn mua thì cứ vô nhà em, địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Rồi bây giờ em xin test máy nha. Samsung. Máy rin màn rin luôn nha. M20 màu đen. Con này pin 5000 nha. Con này RAM 3, bộ nhớ 32. Cách cảm ứng nè. Cách cam nè. Cam trước, cam sau. Rồi chân sạc Daisy luôn. Con này giá 1,5 triệu nha. M20 RAM 3 bộ nhớ 32, pin 5000. Giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo là con Huawei. Con Huawei màu đen. Y9 2019. Android 9, RAM 4, bộ nhớ 64. Rồi con này em bán giá 1,8 triệu luôn. Con Huawei Y9 2019 này là pin 4000 nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64. Rồi giá 1,8 triệu. Máy còn đẹp keng luôn nha. Này là dấu tay nha. Nè, sườn nữa nè. Rồi tiếp theo A30s. A30s này pin 4000 nha.
Em chụp hình nè. Rất cảm ơn. Điện sáng hay gì ai biết. RAM 4 bao nhiêu, bộ nhớ 64. Pin 4000. Chân sạc AC. Rồi giá 1 triệu 7 nha. Rồi tiếp theo hôm nay em có được một cây iPhone 13 màu gold nha. iPhone 13 Pro Max. Model MLLA nè. Tết cảm ơn. Chụp hình. Đây, iPhone 13 với iPhone 12 nó khác biệt nhau. Mắt lớn hơn mà màn hình nó cũng lớn hơn nha anh chị. Màn hình cái 10 13 thì nó 6.7, còn 12 thì 6.5. Đây 12 Pro Max. Dung lượng 512 GB. Em test máy chụp hình nha. Cảm ơn nha. Cái này là giá 1 triệu 7 nha anh chị. Máy còn đẹp trên 95%. Sườn nè. Vỏ đó nè. Vỏ cam nè. À, nãy em quên báo giá con 13 nha. Lo nói không quên báo giá. Con 13 này em bán giá 2 triệu 2 nha anh chị. Con 12 thì giá 1 triệu 7. Em có hai cây. Cây màu trắng, cây màu gold. Cây màu trắng nó hơi ngà ngà nha. Đây 12 phiên bản Android nè. Ý phiên bản 12 Pro Max nè. Dung lượng 512 GB nè. Khả dụng 360.3.
Em thích cả mứng nè. Chụp hình. Sườn gió đâu đẹp hết nha. À, giá 1,7 triệu. Rồi tiếp theo em có con Vivo. Test âm thanh trước nha. Vivo Y71 Android 8. RAM 3, bộ nhớ 32. Rồi con này vỏ nó hơi xấu, trầy nhâm 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 sau lưng nha. Rồi cái máy này em bán giá 1,1 triệu nha. Tiếp theo là con Huawei màu xanh. Huawei Nova 3E Android 9, RAM 4, bộ nhớ 64. Thích chụp hình này. Máy nghiêm chỉnh cho máy đẹp tên 80% nha. Mình mẻ miếng kiến đi chút xíu vậy thôi nha. Máy có sao em nói vậy, máy định đẳng có sao em nói vậy hết nha. Rồi máy này em bán giá 1,3 triệu luôn. Rồi tiếp theo em có con Mi 7 Pro nha. Bồn màu xanh ngọc. Chụp hình nghe rõ đồ nghiêm chỉnh. Con này thì cam trước của nó hơi mờ nhưng so với điện thoại khác thì nó cũng được 90% các chế độ chụp hình nha. Em thích cảm ứng. Con này thì RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600. Màu xanh ngọc. Rồi cam nó bị hơi cam trước nó hơi mờ. Vỏ thì được 90%. Rồi em bán giá 1,2 triệu. Rồi bán với khách giá 1,2 triệu luôn nha. Rồi tiếp theo có con Mi 7 Rim nha. Con này thì con cũng máy Rim, màn Rim luôn. Chụp hình độ ok hết. Máy này chụp hình đẹp. Đến em tết cảm ứng nha.
Con này đẹp 90% nha. Bán cho khách 1 triệu 2 luôn. Con này là Apple F1S. Cảm ơn. Đây, Apple F1S. RAM 4 bộ nhớ 32. Android 5.1. Bán giá 1 triệu mốt 50 luôn nha. Máy nguyên riêng nguyên con luôn. Máy sao để vậy luôn, không có thay vỏ. Apple F1 đúp. RAM 3 bộ nhớ 16. Máy đẹp trên 95%. Mặt lưng sau còn dán keo luôn nha. Máy đi nguyên con luôn. À, màn nè. Không ám úa gì hết. Rất cảm ơn nè. Chụp hình rất là đẹp. Rồi con này em bán giá 850 nha. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.